Thưa quý vị, do đặc thù các đối tượng thụ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là người cao tuổi, vì vậy mục tiêu đặt ra của Bưu điện Đà Nẵng là phải đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng, đồng thời vẫn phải đảm bảo tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đến tay người hưởng kịp thời để đảm bảo ổn định cuộc sống. Do kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, nên lịch chi trả lương hưu tháng 9 có thay đổi và do bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định và dự kiến bắt đầu chi trả từ ngày 5 tháng 9 năm 2023 vừa qua. Không có cảnh xếp hàng chen lấn xô đẩy, các nhân viên bưu điện phụ trách ba khâu nghiệp vụ luôn lễ phép niềm nở chào hỏi các bậc cao niên và thực hiện các thao tác chi trả một cách nhanh chóng. Sau khi điền đầy đủ chính xác các thông tin, hệ thống sẽ tự động cập nhật để bưu điện lập danh sách người hưởng nhận tiền, xây dựng các tuyến chi trả khoa học nhất, thuận tiện nhất cho việc chi trả tại từng địa bàn. Tất cả ai nấy đều thuận người đến nhận, vui người ra về. Muốn lên đây á là để nhiều khi con giữa để đi nhận, mà tôi không muốn ấy. Tôi để đi đến đây để gặp bạn bè cho vui vẻ hơn. Rất là vui vẻ, nhiệt tình, cũng không ai tranh chấp gì đối với thương binh nặng, mà thương binh đặc biệt rồi á, là họ có nhường chú ngồi chơi đợi á, là chẳng vui với là anh em đang quan hết. Một số người dân đến nhận lương hưu tại đây cho biết, lịch chi trả lương hưu trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 hàng tháng của Bưu điện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động về thời gian, về kế hoạch cá nhân để đi lĩnh lương. So với trước đây, lịch chi trả không cố định, phụ thuộc vào việc bố trí thời gian của cán bộ chi trả nên phải đi lại nhiều lần. Cái bộ phận mà chi trả là họ đã cũng có sự chuẩn bị rõ ràng. Ví dụ như là để trước bàn và để các cái hộp mà để chi trả là bỏ vào đó, bắt các bác cứ đến và bỏ đó. Người phát chính thì cho ký, còn người hỗ trợ thì sắp xếp tiền và đưa các bác rất là nhanh chóng. Cái việc nhận lương của các bác nó rất là ổn, không có vấn đề và cũng không có xảy ra những trường hợp mà để các bác hoàn nàng và chờ đợi lâu. Dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song Bưu điện thành phố vẫn đảm bảo chi trả an toàn đến tận tay người hưởng. Cụ thể đã hỗ trợ chi trả cho 17.954 người cao tuổi với số tiền gần 30 tỷ đồng. 37.559 người diện bảo trợ xã hội với số tiền gần 24 tỷ đồng và chi trả lương hưu cho 57.092 người với số tiền hơn 31 tỷ đồng theo cả hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản. Bưu điện đã phối hợp với tổ trưởng tổ cư dân, thôn xóm và các cán bộ tư pháp xã phường phát hiện các đối tượng hưởng đã mất và báo cáo số liệu chi tiết cho cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời.